Chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của hệ thống siêu thị máy Ecomat. Ngày hôm nay thì Main Channel sẽ so sánh hai cái chức năng Cool và Dry trên một chiếc điều hòa cơ bản để mọi người cùng biết được hai cái chế độ này thì có những cái tác dụng và tính năng như thế nào, và tùy vào từng thời điểm thời tiết thì mọi người nên dùng chế độ Cool hay là chế độ Dry các bạn nhé. Bắt đầu mùa hè thì nhiệt độ khá là cao nên là mọi người thường sử dụng điều hòa rất là nhiều. Với điều hòa thì khi mọi người dùng thì đầu tiên là mọi người sẽ sử dụng chế độ Cool, và trên điều khiển thì có thể là mọi người chuyển sang cái chế độ bông tuyết, hình bông tuyết ấy. Trên tất cả các cái dòng thì nó sẽ quy ước là Cool làm mát, làm lạnh, và ký hiệu thường là bông tuyết. Còn điều khiển trên tay mình đây là một cái chiếc điều hòa của Panasonic chế độ cũ, nên là khi mà mọi người chọn chế độ thì cái chấm đen nó sẽ tự động chuyển về Cool, là điều hòa đang ở cái chế độ làm lạnh. Như vậy là cái chế độ Cool là cái chế độ để làm mát, có cái tác dụng là giảm nhiệt trong không khí khi mà thời tiết ở ngoài quá nóng, độ ẩm quá thấp, nó cho cái hiện tượng nóng nực khó chịu thì mọi người sẽ sử dụng chế độ Cool. Còn chế độ thứ hai thì các bạn nhìn mình sẽ chuyển sang chế độ Dry. Khi mình ấn chuyển sang chế độ Dry thì nhiệt độ tự động nhảy về 26 độ C. Quạt ở chế độ mắt là quạt gió thổi mạnh nhất. Và khi bật ở cái chế độ Dry này thì cái cảm nhận khi mà mình sờ tay vào điều hòa thì nó không có thổi ra hơi mát nữa. Chức năng Dry trên các cái dòng điều khiển của điều hòa thì nó sẽ xuất hiện hình giọt nước. Đấy, tức là nó sẽ có biểu tượng giọt nước, hoặc là các bạn chỉnh ở chế độ Dry nó sẽ báo là Dry ở trên màn hình hiển thị. Cái chế độ Dry trên cái màn hình hiển thị bất cứ một cái dòng điều hòa nào trên thị trường hiện tại thì nó sẽ có chức năng hút ẩm. Với cái chức năng hút ẩm hình giọt nước như vậy thì mọi người lưu ý là nó sẽ sử dụng phù hợp cho cái thời tiết khi mà mọi người thấy xuất hiện mưa phùn, hoặc là ở bên ngoài nó có xuất hiện trời lồm ấy, thời tiết nó xuất hiện lồm ẩm, độ ẩm rất nhiều và làm cảm giác là cái làm nhà nó đổ mồ hôi. Thì khi đó thì để cho cái phòng nó hút bớt cái độ ẩm đi thì mọi người sẽ sử dụng cái chế độ Dry này. Nó sẽ có tác dụng là làm giảm cái độ ẩm trong không khí xuống, và không có chức năng làm lạnh như chế độ Cool các bạn nhé. Vậy thì cái chế độ Cool hay là chế độ Dry thì sử dụng như thế nào hợp lý? Thì mọi người lưu ý là với chế độ Cool thì đây là cái chức năng để làm mát, giảm nhiệt, giải nhiệt và hạ cái nhiệt độ trong phòng xuống, cho cái cảm giác thoải mái và dễ chịu hơn. Còn đối với chế độ Dry, các bạn lưu ý với cái chế độ Dry này. Với cái chế độ Dry thì khi mà mọi người sử dụng thì nó sẽ có cái chức năng là hút ẩm, chính vì vậy nó sẽ cho cái cảm giác là sử dụng điều hòa trong một thời gian dài dưới cái chế độ Dry này, tính năng Dry hút ẩm này, thì nó sẽ cho cái cảm giác khô da, gây hiện tượng lứt lẻ mùi, lứt lẻ chân tay, rất là không tốt cho sức khỏe, cho trẻ nhỏ. Đấy thì mọi người sẽ phải lưu ý về cái tính năng Dry, tránh trường hợp khi sử dụng hai cái chức năng Cool Dry lạm dụng quá nhiều chức năng Dry, như một số clip ở trên mạng có tuyên truyền và hướng dẫn thì giảm cái điện năng tiêu thụ xuống, có chức năng cái Dry nó sẽ tiết kiệm điện hơn so với chế độ Cool. Như vậy là một cái khái niệm hoàn toàn sai lầm. Vậy thì trong quá trình mọi người dùng thì mọi người nên lưu ý là với mùa hè thì mọi người sử dụng chế độ Cool, còn mùa nóng ẩm, mùa phùn nhiều thì mọi người sử dụng chế độ Dry, tránh trường hợp là dùng sai khiến cho điều hòa hoạt động không đủ công năng. Thì quá trình mọi người sử dụng điều khiển, bất cứ hãng nào cần hỗ trợ hướng dẫn cách dùng hoặc tư vấn mua sản phẩm, mua điều khiển, mọi người có thể là bình luận hoặc điện trực tiếp về hotline của kênh mình sẽ hỗ trợ. Cảm ơn các bạn.